Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2. Tập 80. Chương 791. Gút mắc mãi mãi. 2. Cổ Nhĩ Đan lập tức như bị điểm huyệt, mắt trợn ngược mồm há hốc, dưới ánh mặt trời chói mắt không nhìn rõ. Khi A Y Toa thúc ngựa tới ném cho hắn lệnh bài mới mừng rỡ hét lên, thánh nữ, sao lại là nàng? A Y Toa che mặt đi, không thèm để ý tới hắn, phất tay lệnh kỵ sĩ vào thần miếu. Đôi mắt đỏ ngầu sặc mùi tình dục của Cổ Nhĩ Đan nãy giờ không rời khỏi A Y Toa, dùng hết tâm thần không bỏ qua bất kỳ một biểu tình, một động tác nào của nàng. Như muốn dùng ánh mắt lột trần nàng vậy, tuy thế hành động hắn hoàn toàn tương phản, cẩn thận giơ chiến chùy lên, nàng còn chưa trả lời ta. A Y Toa lấy ra một cuộn da dê trong lòng ném cho Cổ Nhĩ Đan cười nhạo, ngươi biết chữ sao? Cổ Nhĩ Đan đưa cuộn da dê lên mũi người, mắt ngây ngất nhìn đường cong trên người A Y Toa, người tránh sang bên, văn thư với hắn mà nói không phải để đọc. Trên da dê cũng không có chữ, chỉ có mùi mạn đà la mà chỉ Mục Tân và hắn mới nhận ra, dù thêm mùi cơ thể thơm mát của A Y Toa không che được cái mùi đó. A Y Toa nhảy xuống ngựa, thong thả đi vào thần mộ, kỵ sĩ sau lưng theo sát, che mất tầm nhìn của Cổ Nhĩ Đan. Một tên hỏa phu mũi đỏ mang từ trên ngựa xuống rất nhiều thức ăn, Cổ Nhĩ Đan hít hít, không ngờ có rượu, rượu là thứ tốt, theo giáo quy thì tín đồ không uống rượu, nhưng Cổ Nhĩ Đan uống. Chỉ cần ngửi là Cổ Nhĩ Đan biết rượu ngon rồi, cầm lấy một cái túi chứa rượu nói, này, cho ta thứ ma quỷ mới cần này nhé. Rồi chẳng đợi đối phương trả lời đã xách túi rượu chuồn mất bóng. Hỏa phu mũi đỏ cười quỷ dị, sau đó cùng hỏa phu khác chuẩn bị cơm tối. A Y Toa cầm lệnh bài vào thần mộ, từ thời khắc đó chuyện thủ vệ đã là trách nhiệm của A Y Toa, ít nhất Cổ Nhĩ Đan cho rằng như vậy. Hắn chẳng quan tâm ai tới tiếp nhận công việc của mình, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi làm bạn với người chết này. Y Toa không vội đi gặp bác khắc đồ mà nghiêm túc cùng phó thủ của Cổ Nhĩ Đan tham quan toàn bộ thần mộ. Đi men theo hành lang nửa canh giờ mới hết được tầng trên cùng, dưới đất còn 3 tầng nữa. Hỏa phu mũi đỏ bẩm báo cơm nước đã chuẩn bị xong, đám võ sĩ không che giấu được niềm vui, chúng biết cơm hôm nay sẽ vô cùng thịnh soạn. A Y Toa cho chúng đi ăn cơm, tiếp tục đi dạo, hỏa phu mũi đỏ hậm hực nói, cho mỗi kẻ một đao là xong, sao phải phiền như thế? A Đan, bây giờ quan đội đều nằm trong sự khống chế của Mục Tân, bên cạnh chúng ta chỉ có 6.000 người. Chút nhân thủ đó chẳng đủ làm gì cả, có thư tay của bác khắc đồ mới lấy được nhiều binh lực hơn. Ta cho rằng nên khống chế nơi này, đợi khi Mục Tân chiến đấu với Thiết Tâm Nguyên, không để ý phía sau, chúng ta mới hành động. A Đan càng khó chịu, ta không muốn giúp Thiết Tâm Nguyên. A Y Toa nắm lấy tay hắn an ủi, ta cũng không muốn, nhưng sau khi thoát khỏi cáp mật, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Từ đầu tới cuối mọi chuyện do Thiết Tâm Nguyên sắp đặt lừa chúng ta, từ ý nghĩa nào đó mà nói, chúng ta không phải kẻ địch. Y nhìn tình thế rất chuẩn, biết chúng ta không thể chung sống với Mục Tân nữa, nên thả chúng ta đi, như thế phù hợp với mục đích của Y. A Đan không biết sao, nghe A Y Toa nói về Thiết Tâm Nguyên khiến hắn vô cùng khó chịu, tới mức rụt tay lại, rời khỏi bàn tay mềm mại của nàng. Không đúng, ta hận Y còn hơn Mục Sư, sau này thế nào ta cũng quay lại tử chiến với Y, không chết không thôi. A Y Toa dịu dàng lau cái mũi đỏ ửng của A Đan, hết sức kiên nhẫn nói, vậy đó cũng là sau này, không biết bây giờ Thiết Tâm Nguyên chỉ cần thời gian thôi sao. Chỉ hoãn thêm một ngày là các mật cường đại thêm một phần, còn chúng ta vì đấu tranh, thực lực chỉ giảm không tăng lên được. A Đan nhìn thẳng vào A Y Toa, thấy nàng hơi giảo môi lên như giận dỗi vì mình không. Nghe nàng, dáng vẻ muôn phần quyến rũ, đột nhiên lấy dũng khí ôm A Y Toa vào lòng, cúi đầu xuống ngửi mùi nhẹ thanh mát ở cổ nàng. A Y Toa, ta sẽ cường đại hơn Y. A Y Toa hơi ngứa cổ, nhưng không đẩy hắn ra. A Đan, nếu được hãy quên Thiết Tâm Nguyên đi, gây dựng lực lượng 10 năm. Đánh bại Phi Ưng Sơn, A Lạp Mục Đặc, thành Hùng Ưng Vương đích thực, lãnh địa vạn dặm mới nên là mục tiêu của ngươi. A Đan nghiến răng cố chấp, Thiết Tâm Nguyên không chết, dù có thành thần linh, ta cũng không thấy có chút vinh quang nào. A Y Toa, hãy cho ta làm càn một lần, chỉ lần này thôi, nếu không thành công, về sau ta sẽ nghe nàng. A Y Toa thở dài, A Đan, tính cách của ngươi không thành được vạn vương chi vương, được rồi, lần này tới cáp mật, ta sẽ theo bên cạnh ngươi. Thấy A Y Toa đồng ý rồi, A Đan cười như đứa trẻ con, nhào lộn mấy vòng, cười lớn chạy ra ngoài thần mộ.
Khi hắn tới căn phòng gác bên cửa thì Địch Y Tư đang dùng cái bàn trải cẩn thận quét mật ong lên người Cổ Nhĩ Đan hôn mê, làm thân hình cường tráng của Cổ Nhĩ Đan bóng loáng. A Y Toa chỉ nhìn một cái rồi đi. A Đan xoa xoa tay đi tới gần, ngươi định nướng tên này lên ăn à? Địch Y Tư há cái miệng móm mém cười, ta tìm được ít kiến lớn, được cái thứ này không ngủ đông. Ngươi cần Cổ Nhĩ Đan làm gì, giao cho ta. Ngươi là đứa bé ngốc chỉ biết đánh hắn, không biết tra khảo. A Đan, tra khảo là một môn học vấn, tâm tư u ám mới làm được, ngươi đi tìm A Y Toa chơi đi. A Đan không phục, ta đã trải qua nhà lao ở Cáp Mật, ta biết thế nào là ác độc. Địch Y Tư vẫn cười nói, đi đi, nơi này là cái mộ, đừng để A Y Toa ở một mình. A Đan rất muốn xem Địch Y Tư thẩm vấn Cổ Nhĩ Đan, thấy Địch Y Tư nói cũng đúng, miễn cưỡng đi tìm A Y Toa. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 792, Gút mắc mãi mãi. À. Đám thân binh của A Đan đang rất bận rộn, vác từng cỗ thi thể đi vào sâu trong thần miếu, thi thoảng lại có tiếng vật nặng chạm đất truyền ra, vài năm nữa những cái xác này sẽ biến thành xác khô. A Đan tìm được A Y Toa thì nàng đang cầm nến quan sát những đường nét thô sơ trên tường, còn dùng tay sờ, hắn liền cầm nến soi hộ. A Y Toa xem rất lâu mới đứng thẳng lên, bức tướng này kể lại câu chuyện của người Tô Mễ Gia Nhĩ. A Đan, ngươi xem, nơi này nói, họ sống bên con sông lớn, nam nhân săn thú, những người cầm trường mâu đâm hươu sừng lớn. Một số người dùng lưới bắt cá, nữ nhân thì đứng trên tảng đá cao canh giác, trong tay nữ nhân này còn có một cái tù và. A Đan ghé tới nhìn, đây là quốc gia của nữ nhân. A Y Toa gật đầu, ngươi nói không sai, võ sĩ đều là nữ nhân, họ vây quanh nữ vương của mình. Nàng mới là nữ vương thực sự, nữ nhân đó quá béo, quá xấu, không xứng với danh xưng nữ vương. A Y Toa cười khẽ, tiếp tục quan sát, nữ vương này rất ngu xuẩn, quốc gia họ đối diện với tai nạn. Bà ta không nghĩ cách giải quyết, lại đi xây thần miếu, muốn dựa vào sức mạnh của thần linh xua đuổi tai họa. Nhìn bức tranh này đi, tai nạn giáng xuống, cuộc sống mỹ hảo không còn, rất nhiều người bị bệnh nằm dưới đất, đa phần đang đi chặt cây xây thần miếu. Khi người chết ngày càng nhiều, người Tô Mễ Gia Nhĩ cuối cùng lựa chọn bỏ chạy, bọn họ lên đường vào ngày gió cát, trời đất u ám, họ khóc không ra nước mắt. A Đan nghẹo đầu nhìn hình vẽ, không hiểu A Y Toa sao biết được những thứ đó, chẳng lẽ là sức mạnh thần thánh mà thánh nữ mới có. Cho nên A Đan, chúng ta không thể gửi gắm hy vọng vào thiên thần, nếu một ngày chúng ta gặp chuyện tương tự, phải nỗ lực nghĩ cách giải quyết chứ không bỏ hết mọi việc đi xây thần miếu. A Đan ánh mắt mê ly nhìn A Y Toa, ta chỉ xây cho nàng cung điện, mỹ lệ nhất trên đời, A Y Toa, vẻ đẹp của nàng, trí của nàng xứng đáng với điều đó. A Y Toa quay sang, đưa tay đặt lên ngực, khuôn mặt hồng rực lên một tia đỏ lựng dụ hoặc nhìn A Đan, ngươi đang nói thật, chẳng trách tim ta đập mạnh như thế. A Y Toa. A Đan đi nhanh tới, giang tay ôm lấy A Y Toa, ôm rất chặt như muốn hòa người nàng vào thân thể mình, làm cây nến rơi xuống, trong phòng tối đen. Thấy A Y Toa không phản kháng, A Đan mừng tới phát điên, hơi thở ấm áp của A Y Toa phả vào cổ càng khiến hắn ngây ngất, tay bắt đầu run run đặt lên người nàng. Còn cách lớp áo nhưng da thịt non mềm đó khiến hắn choáng váng, bàn tay kích động thuận theo đường cong lung linh đó đi lên trên, áp vào đồi ngực đầy đặn của nàng. Thân thể A Y Toa khẽ run lên, hai tay A Đan đã luồn vào trong y phục nàng, bàn tay thô ráp của hắn đi tới đâu khiến người nàng nổi lên gai ốc li ti tới đó. Người dướn lên như tìm kiếm cái gì, thế nhưng đầu óc A Y Toa hết sức tỉnh táo, tay vò mái tóc A Đan, miệng vừa phát ra những tiếng rên rỉ say lòng người vừa thì thầm bên tai hắn. A Đan, quên thiết tâm nguyên đi, y là ma quỷ đáng sợ nhất trên đời, y sẽ đưa tất cả mọi người xuống địa ngục. Cuộc chiến này không phải Mục Tân hủy diệt y, mà y đang đợi Mục Tân tới, để ông ta chạy tới giọt máu cuối cùng. A Đan đang sắp cháy thành than đột nhiên bị nước lạnh dội lên đầu, dần cứng đờ, tay rời khỏi bầu ngực của A Y Toa, không nói không rằng, rời khỏi căn phòng tối đen. Cổ Nhĩ Đan khai rồi, A Đan vẫn điên cuồng đánh Cổ Nhĩ Đan, đánh tới khi những cái lỗ nhỏ trên người Cổ Nhĩ Đan chảy ra toàn máu mới thôi. Địch Y Tư rất lo A Đan đánh chết Cổ Nhĩ Đan, vẫn còn phải xác nhận khẩu cung 3 lần mới được, nhưng nhìn bộ dạng điên cuồng của A Đan, hẳn nói gì cũng không nghe, liền đi tìm A Y Toa.
bà ta thấy Aitoa đang ngồi trên giường, vẻ mặt đăm chiêu. Công chúa lại bắt nạt Adan rồi à? Aitoa lắc đầu, không, ta chỉ nói ta yêu hắn, hắn nói muốn xây cho ta một cung điện huy hoàng. Ta nói rất tốt, rồi bảo với hắn, không có hắn, ta sẽ không sống được, bảo hắn đừng đi tìm Thiết Tâm Nguyên. Địch Y Tư, ngươi nói xem, nếu ta và Adan có con, hắn còn bất chấp tính mạng đi tìm Thiết Tâm Nguyên không? Địch Y Tư ngồi xuống thở dài, không, nhưng hắn sẽ thống khổ cả đời. Anh hùng chết rồi không bằng trượng phu còn sống, ta cần một trượng phu tốt. Aitoa cân nhắc kỹ rồi, từ khi bị Mục Tân ám hại sau lưng, nàng sống hiện thực hơn nhiều, bỏ đi hết mơ mộng viển vông của thiếu nữ. Nàng biết Adan sẽ là trượng phu tốt nhất của mình, nên không muốn hắn chết. Nhân tiện nói tới chính sự, vị thúc thúc kia của ta giờ sống thế nào? Địch Y Tư thở dài, giống như con chó già, nhưng vẫn kiên trì sống, ta cho một cái bánh khô, ông ta gặm rất khỏe. Nói vậy là ông ta không đồng ý, nhất định không đồng ý, ta thậm chí thấy ông ta lén giấu đi một nửa cái bánh. Vậy thì từ mai cắt đứt lương thực của ông ta, đợi khi ông ta yếu ớt nhất, chúng ta mới thương lượng. Aitoa đấm bàn tay non mịn lên bàn, giọng quyết liệt, Bồ Xương Hải đóng băng rồi, quân sĩ đi lấy nước phải đục băng sâu tới 3 thước mới thấy nước. Đây không phải dấu hiệu tốt, Khổng Tước Hà cũng đóng băng, tuy không dày bằng Bồ Xương Hải, nhưng đủ để xe ngựa đi trên đó, chỉ cần thay cho chiến mã một loại móng sắt đặc biệt là thực hiện được. Điều này có nghĩa là Mục Tân có thể đánh thẳng một đường từ Thiện Thiện tới Lâu Lan, làm Mạnh Nguyên Trực khẩn trương, phái thám báo đi xa tới 200 dặm, vô cùng vất vả. Quân Cáp Mật đã thử dùng thuốc nổ phá mặt băng, đáng tiếc uổng công vô ích, chỉ cần sau một đêm, nước lại đóng thành băng cứng như cũ. Bồ Xương Hải vẫn là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, phóng mắt nhìn tới chỉ có ít lau sậy trồng mùa hè phân bố khắp bên hồ. Gió lạnh không ngừng quét qua mặt đất, cỏ khô run rẩy, sói bị gió thổi cuốn lông lên lúc đi lúc nghỉ, thi thoảng ngẩng đầu quan sát hoang mạc bao la, sau đó nhanh nhẹn đi về phương xa. Đám lừa hoang, lạc đà hoang túm năm tụ ba men theo hồ ăn lau sậy khô, hai loài động vật ăn cỏ cao lớn này, không phải một hai con sói có thể đối phó được. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 793, Đồng Tử mạnh mẽ. Đồng Tử dậy từ rất sớm, nhưng cha hắn còn dậy sớm hơn, tiếng ho từ phòng phía bắc truyền ra liên tục, làm hắn rất lo. Miệng giếng bốc lên làn vụ mỏng màu xanh, kéo thùng nước lên, Đồng Tử cúi đầu uống một ngụm, nước giếng lạnh xoa đi hết cơn buồn ngủ còn sót lại. Đồng Bản ngồi trên giường đất dùng dao khắc chữ lên bùn, bên cạnh đã khắc rất nhiều chữ thường dùng, xếp thành hàng chỉnh tề rất đẹp. Thấy nhi tử đi vào, vui vẻ nói, đã làm xong rồi, 3 bản chính, 1 bản dự phòng, hôm nay đem nung đi, làm sớm, nếu hỏng còn bổ sung. Đồng Tử cầm mấy chữ khắc mẫu lên xem, cha, không cần gấp như thế, không cần gấp như thế, mùa đông có quan phủ nuôi. Vừa vặn để cha nghỉ ngơi, muốn dựng xưởng in phải năm sau. Chúng ta dù có khuôn mẫu, cũng không có mực, không có giấy. Con hỏi quan phủ rồi, họ có trợ cấp cho xưởng in, nhưng năm nay Lâu Lan sắp đánh trận, mọi chuyện phải dừng lại, nếu không có quan phủ giúp, xưởng in nhà ta sẽ nhanh chóng lập nên thôi. Đồng Bản thở dài, chính vì nghe nói sắp đánh nhau nên cha mới ngày đêm khắc bản mẫu, đề phòng vạn nhất. Lần này con nghe cho kỹ, chẳng may quân đội ở đây không kháng cự lại được, con phải dẫn tức phụ và hài tử tới Thanh Hương thành ngay, cha ở lại giữ nhà, đây không phải lúc ương bướng. Đồng Tử cười, cha cả nghĩ rồi, con nghe nói Mạnh tướng quân là đệ nhất mãnh tướng Cáp Mật, không giống đám hèn nhát đại tống, cha nhìn mà xem những phú hộ thương cổ biết chiến tranh sắp tới mà có chạy không, vẫn ra vào buôn bán, quan phủ vẫn làm việc, họ tự tin lắm. Con còn cho rằng bị quan phủ biên nhập bảo giáp để đi thủ thành, kết quả là người ta chẳng thèm đám bánh tính chẳng biết gì như chúng ta. Nghe bộ khoái nói, ở Cáp Mật, người biết đánh trận thì đi đánh trận, người biết làm việc thì đi làm việc, nếu không biết mà tham gia chỉ làm loạn thêm. Chúng ta là nhà làm việc, chỉ cần làm tốt là trung thành với quốc gia rồi, việc khác không liên quan. Trong khi hai cha con nói chuyện, Đồng gia tức phụ đã nấu xong cơm sáng. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ một cái bánh khô, một bát cháo loãng, thi thoảng có thêm ít rau muối, cả nhà 5 người ngồi quây quần trên giường đất ấm áp ăn sáng. Đồng Bản húp ngụm cháo nói với nhi tức phụ, cháo đặc rồi,
Sau này cho ta cháo loãng bên trên là được, con và đồng tử phải làm việc cả ngày, ăn uống không thể thiếu được. Nói xong đẩy bát cho nhi tử, lấy bát nhi tử ăn, quả nhiên cháo loãng hơn nhiều. Đồng tử biết tính cha mình cố chấp nên không đùn đẩy, múc ít hạt gạo trong bát cho chia cho hai đứa con, sau đó húp sụp một cái xong bữa. Hôm nay nhiều việc, lát phải tới chỗ lý trưởng dẫn 15 hương lân ra ngoài lấy củi, thê tử thì đi tới viện chức tạo dệt lông cừu. Nói ra thật xấu hổ, người kiếm được nhiều tiền nhất trong nhà. Phụ nhân trong thành Lâu Lan vốn ít, có ai là bị đưa tới viện chức tạo hết, nghe lão bà kể, lông cừu ở đó chất thành núi, đầy bốn mấy nhà kho. Công việc của phụ nhân trong thành là kéo lông cừu thành sợi, sau đó lại chuyển tới thành Cáp Mật dệt thành hàng len dạ dày. Quân binh từ thành Cáp Mật tới toàn mặc đồ dạ, tuy trông xấu xí một chút, nhưng rất chắc chắn, lại còn ấm. Đồng tử đợi xưởng in đi vào hoạt động, dư giả ít tiền rồi mua vải dạ về, để lão bà làm cho cha, hai đứa con ít quần áo ấm. Nhi tử, nhi tức đi. Rồi, đồng bản bế hai đứa tôn tử lên giường cho ấm, kệ chúng đùa nghịch với nhau, tiếp tục khắc chữ, thi thoảng giỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Nếu nơi này không có chiến tranh, đồng bản thấy An Gia Lạc Hộ cũng không tệ, trong thành có cửa hiệu, ngoài thành có ruộng, cuộc sống như thế ông ta khao khát bao lâu. Đồng tử lúc rời thành bị chậm một lúc vì có đội quân từ Cáp Mật tới, đội xe lớn làm tốn rất nhiều thời gian, nhưng đồng tử và các hương lân không oán trách, quân đội càng nhiều càng tốt. Quân đội vào thành toàn là kỵ binh trọng giáp, khiến đồng tử chưa bao giờ nhìn thấy kích động lắm, có đội quân cường đại thế này thì yên tâm rồi. Thấy quân đội đi qua, lại có đội xe quân nhu dài sắp vào thành, quan trong thành liền mở cửa bên, để bọn họ mau chóng rời thành, tránh làm lỡ việc. Xung quanh Lâu Lan toàn là sa mạc, vì thế tìm củi đun là một công việc quan trọng của Lâu Lan. Nghĩa địa Hồ Dương là khu rừng khô rộng tới hơn 10 dặm, ngày xưa khi Bồ Xương Hải có nước thì nó là mảnh rừng lớn sum suê, giờ thì khu rừng chết này đã đứng đây mấy trăm năm. Hồ Dương cứng, làm củi tốt, nhưng khi chặt lại chẳng dễ, cưa một cây thôi cũng tốn cả canh giờ, làm đầu đồng tử bốc hơi nghi ngút. Tô Tứ Hải là người tráng kiện nhất trong số bọn họ, hắn cưa một lúc nóng bức lột mũ ra ném xuống đất, ngồi trên đống cát thở hồng hộc, nghỉ đi, con mẹ nó, muốn người ta mệt chết à. Đồng tử lau mồ hôi trên trán, lão tôn, nơi này là Lâu Lan, chịu khó đi, tạm thời còn chưa có công việc nhẹ nhàng đâu. Bên cạnh Mã Thắng cái tên mặt như mặt ngựa ngọt nhạt, lão tôn, tiếp tục làm việc đi, không làm việc chẳng lẽ ngươi định ăn cướp ở đây à, thế chỉ có đường chết. Làm việc đi, ngươi đâu có bà nương giỏi giang, vừa ủ chân được lại kiếm về cả đống tiền. Chậc chậc, đồng tử, bà nương của ngươi xinh đẹp như thế, nếu là ta thì trông cho kỹ, không suốt ngày ra ngoài như ngươi đâu. Đồng tử cầm một khúc gỗ, đứng dậy, xem ra có vẻ muốn dạy cho Tôn Tứ Hải lười biếng một bài học. Mã Thắng cười hì hì đợi xem trò hay, không ngờ bị một gậy đập thẳng vào mặt. Á, Mã Thắng không hề chuẩn bị, kêu thảm ngã xuống, đồng tử chẳng dừng tay, gậy đánh như mưa, Mã Thắng ôm đầu luông mồm cầu xin. Đám người Tôn Tứ Hải giật mình, bình thường đồng tử rất hiền lành dễ bắt nạt, hôm nay đột nhiên nổi điên, không ai dám can. Đến khi đồng tử đánh mệt, Mã Thắng chỉ còn thoi thóp. Ném cái gậy đi, đồng tử ngồi xuống cái cây cưa dở, ta sớm muốn đánh ngươi rồi, cái thứ tụng côn là thầy cãi chuyên chia rẽ ly gián dám trêu chọc lão tử à. Thường ngày ngươi ăn nói bậy bạ ta coi như mua vui cho mọi người, không hại gì, bây giờ dám gây chia rẽ à. Mẹ nó có biết lão tôn ăn cướp tuy phạm pháp, nhưng không hại mạng người, tiền mang về để mua thuốc cho lão nương, trời có giáng xét cũng không đánh hiếu tử. Ông trời mở mắt cho mọi người cơ hội làm lại, ngươi đừng phá hoại, Mã Thắng, lão tử hôm nay dù có chôn ngươi ở đây. Quan phủ hỏi tới cũng dám thuật lại, không bị tội gì hết, các lão gia hận nhất thứ tặc lưu manh ăn vào xương như ngươi, đánh chết đỡ rắc rối. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 794, phát hiện bất ngờ. Đồng tử từ nhỏ hiền lành, không thích gây sự, không thích rắc rối, nhưng hắn cũng hiểu đạo lý. Nếu đã ra tay thì phải đánh cho Mã Thắng sợ thì thôi, sợ không dám sinh ý định báo thù, nếu không sẽ có phiền toái. Tội tù người Tống này chẳng kẻ nào vừa hết, khả năng nghìn người cũng có vài người bị oan uổng, nhưng trong 15 người này, đồng tử không cho rằng ai oan uổng hay bị bức hại mà phải tới Cáp Mật. Cha hắn làm sai lệch văn thư của quan phủ,
gây ra ảnh hưởng rất xấu. Đồng tử không muốn tranh cãi, cả xưởng in chỉ phạt mỗi cha hắn đã là thấy đồng ra lương thiện mà khai ân. Rồi, từ góc độ của chủ hiệu in sai là sai lầm không thể tha thứ. Bởi thế đồng bản ngoài thấy đau khổ vì liên lụy tới nhi tử ra cũng không có gì để oán trách. Ở Đông Kinh nhà họ mang tiếng lắm rồi, dù quan phủ không niêm phong xưởng in thì cũng chẳng thể làm ăn được. Vạn dặm xa xôi tới Cáp Mật không ngờ lại thấy đường sống trong chỗ chết, chẳng những cơm áo được đảm bảo, còn có hy vọng mở lại xưởng tin. Vì thế đồng tử càng trân trọng cơ hội này, không cho phép ai làm ra chuyện ảnh hưởng bất lợi tới Lâu Lan Thành. Mã Thắng gây xích mích không chỉ một lần nữa, cái tên tụng côn chết tiệt này thích dùng cái mồm thối đáng ghét đó ly gián khắp nơi. Luật pháp ở Cáp Mật và Đại Tống khác nhau rất nhiều, nhiều tội ở Đại Tống rất nghiêm trọng, ở Cáp Mật lại không là gì. Ví như phỉ báng hoàng tộc ở Đại Tống là bất kính, còn ở đây tri phủ Hoàng Nguyên Thọ uống say rượu lại chỉ tay về phía Thanh Hương Thành chửi vài tiếng. Hơn nữa luật pháp nơi này chú trọng chứng cứ, không phải dựa vào cái mồm ai lợi hại hơn, nên nghề tụng côn chẳng có đất dụng võ. Nếu mưu sinh không có đất dụng võ làm Mã Thắng phải làm việc nặng nhọc kiếm ăn, hắn ghét nơi này, vì thế chuyên gia suối bẩy gây chuyện. Đồng tử đánh Mã Thắng một trận tàn nhẫn, cũng khiến người khác không dám can thiệp vào chuyện của hắn nữa. Nhìn đồng tử đào một cái hố lớn ở dưới chân núi, kéo chân Mã Thắng định ném xuống chôn, Mã Thắng không còn hồn vía nào nữa. Hai tay ra sức bấu lấy mặt đất gào khóc, đồng tử đại ca, ta biết sai rồi, sau này ta không dám nói linh tinh nữa đâu, mọi người, cứu ta với, hu hu hu, ta sai rồi, hối hận rồi, không dám nữa. Xem chừng có khi xảy ra án mạng, những người khác thấy không thể đứng nhìn nữa. Thế này, đồng tử, đánh hắn một trận là đủ rồi, đâu cần chôn sống như thế. Tôn Tứ Hải ngập ngừng khuyên can, song không dám tới gần đồng tử, phải đó đồng tử, chẳng may quan phủ truy cứu thì không đáng đâu. Lưu Lão Hán tương đối lớn tuổi đi tới giữ tay đồng tử lại, cuộc sống đang tốt đẹp, phải trân trọng. Đúng đó đồng huynh, lần nữa mắc tội vì đống phân ngựa này thì không đáng. Thanh niên khác đá Mã Thắng một cái mông để đồng tử nguôi giận, xung quanh mỗi người một câu, đồng tử buông chân Mã Thắng ra, đạp hắn xuống hố, nhờ mọi người nói cho ngươi đấy, sau này giữ cái mồm. Ai nấy thở phào, mấy người nhảy xuống hố kéo Mã Thắng lên, còn luôn miệng chửi bới, Mã Thắng có quắp người, khóc không nói lên lời. Than đá. Lưu Lão Hán đột nhiên hét lớn, ngồi xuống ra sức bới đất, đến khi chạm vào đất cứng không bới được nữa mới nhớ ra mình mang theo công cụ, có than, mọi người nhanh, nhanh mang cuốc lại đây. Thế là mọi người vội vàng leo lên hố lấy công cụ, quên luôn cả Mã Thắng nằm đó. Nào cuốc, nào sẻng vung liên hồi, lớp đất bên trên nhanh chóng bị bóc ra, để lộ tầng than đen xỉ phía dưới. Người Đông Kinh chẳng xa lại gì than đá, dù sao tòa thành trăm vạn người không thể chỉ đun củi được. Tôn Tứ Hải bốc một nắm bùn than lên, lẩm bẩm, phát tài rồi. Nói tới đó đột nhiên mặt biến đổi, cầm cuốc đi về phía Mã Thắng. Quan phủ treo thưởng cho người phát hiện mỏ than rất lớn, nhưng chia tiền 15 người sao bằng chia cho 14. Thiếu đi một người là thêm một phần tiền, giết người với những người bọn họ mà nói không quá khó. Lưu Lão Đầu phát hiện ra hành động Tôn Tứ Hải trước tiên, giữ hắn lại, người trẻ tuổi, chúng ta không phải tội tù nữa. Mã Thắng bấy giờ mới biết Tôn Tứ Hải muốn giết mình, mếu máo khóc lóc, bị một người đá cho, không muốn chết thì mau dậy làm việc. Tôn Tứ Hải hừ một tiếng quay đai, Mã Thắng bấy giờ mới run run bò dậy, chạy ra khỏi hố, một mình ra sức kéo cưa. Tôn Tứ Hải vốc nắm than ném vào mặt hắn, xuống đào than. Năm cỗ xe ngựa chở đầy than đá, đoàn người vội vàng rời khỏi khu rừng, Lưu Lão Hán còn cẩn thận, dùng đất lấp hố đi, sợ người khác tranh công của mình. Tri phủ Lâu Lan Hoàng Nguyên Thọ nhíu mày. Đại quân liên tục đổ tới Lâu Lan mặc dù khiến nơi này thêm an toàn, nhưng hậu cần thành gánh nặng, lương thảo thiếu đã đành, có Cáp Mật chi viện, nhưng nhiên liệu cũng thiếu. Nói ra thì Lâu Lan thiếu thốn nhiều thứ, song thiếu nhất là củi đun. Khi xây thành, đám công tượng chết tiệt vì nung tường thành đã chặt gần hết rừng quanh đây rồi. Hoang mạc vốn không có mấy ngọn cỏ, sa mạc càng không có lấy một, nơi thế này muốn kiếm được củi đun là khó như lên trời. Bình thường mục nhân dùng phân trâu phân dê đóng bánh chát lên tường đợi khô rồi đem đốt, miễn cưỡng duy trì được cuộc sống hàng ngày ở Lâu Lan. Ngoài thành có nghĩa địa Hồ Dương, tiết kiệm thì dùng được 2 năm. Giờ đại quân vào thành, có chặt hết rừng cũng không đủ nữa rồi, sau này phải làm sao? Đây là sai sót,
chưa từng ai để ý tới. Trước kia Hoàng Nguyên Thọ cũng từng làm quan địa phương, cải quản dân sinh rồi, nhưng bất kể là làm quan ở Đại Tống hay Cáp Mật, chẳng bao giờ gặp phải vấn đề củi đun, nên khi vấn đề này đặt lên bàn, khiến ông ta có cảm giác bó tay hết cách. Vừa rồi phê duyệt củi đun hơi nhiều, Hoàng Nguyên Thọ định tới quân doanh một chuyến, khuyên đám binh sĩ dùng tiết kiệm một chút, không cần thiết thì đừng đốt lửa. Một sai dịch vội vàng chạy vào, bẩm phủ tôn, có dân phu vào báo phát hiện ra mỏ than. Hả, than? Hoàng Nguyên Thọ đứng bật dậy, đây chính là tặng than trong tuyết chứ đâu, ở đâu, nhiều không, than đá hay than bùn? Ngoài, ngoài kia. Sai dịch hốt hoảng lùi lại, phủ tôn đại nhân trông thật đáng sợ. Hoàng Nguyên Thọ chạy vội vàng tới tiền viện, chỉ thấy 15 người đen xì xì đứng bên năm cỗ xe, nhìn chỉ thấy củi, đâu, than đâu. Đám đồng tử dỡ củi bên trên ra, để lộ than đá đen óng ánh như bảo thạch. Hoàng Nguyên Thọ lập tức gọi sai dịch mang bếp lò tò, tự mình bốc than ném xuống, than cháy, lửa màu cam bốc cao cả thước, sức nóng, kinh người. Tốt, tốt tốt, các ngươi phát hiện mỏ than có công, hữu ti đâu ghi vào hồ sơ, các ngươi lập tức dẫn người công tượng doanh tới chỗ mở than, nếu xác thực, bản quan không keo kiệt. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 795, cuộc đời 10 chuyện hết 9 chẳng như ý. Đến khi trời tối đen, đồng tử lảo đảo về nhà. Đồng bản đã đứng ở cửa nhìn rất lâu rồi, nhi tử ra ngoài thành chặt củi chưa bao giờ trở về muộn như thế, đợi mãi mới thấy một bóng người quen thuộc nghiêng bên này ngả bên kia đi tới. Ông ta vội vàng chạy tới nhìn, đúng là nhi tử thật, người thấy mùi rượu nồng nặc, đồng bản vung tay ra tát, mày giờ học cả uống rượu rồi đấy. Đồng tử chẳng để ý, cha già rồi, lại gầy nhỏ, đánh chẳng đau, cười ha hả ôm lấy cha vào nhà. Trong ánh mắt kinh ngạc của thê tử và hai đứa con, đắc ý cởi túi vải trên lưng xuống đổ ra bàn, rào một cái, đống ngân tệ xuất hiện. Cái này ở đâu ra? Đồng bản lắp ba lắp bắp, đồng tử ợ một cái rõ to, giọng lè nhè, hôm nay hải nhi. Chặt củi, tìm được mỏ than, thưởng, phủ tôn thưởng. Nộp thuế rồi vẫn còn, chưa nói hết ngã lăn ra đất ngày khò khò. Mỏ than. Đồng bản vui mừng, ở nơi thiếu thốn chất đốt này, đây là đại sự, chẳng trách nhi tử vui mừng như thế. Đá có ngày lạnh nứt, người có chí sẽ có ngày thành đạt. Cơ hội luôn tồn tại, chỉ xem có nắm bắt được không. Lão bà, hai tử đều không có nhà, với nam nhân mà nói là cơ hội hiếm có, vậy mà thiết tâm nguyên sống chẳng sung sướng gì, ngày ngày ăn trực thịt dê của thiết nhất, thiết nhị đến phát ngán. Nói ra thật đáng thương, đường đường đại vương, muốn có bữa ăn ngon cũng thành hy vọng xa vời. Chú nương trong phủ thành chủ rất sẵn lòng làm cơm cho đại vương ăn, chỉ là đại vương không muốn về nhà. Mẹ đi rồi, Triệu Uyển đi rồi, ngay cả Châu, nhi chơi nhiều làm ít cũng đi rồi. Thiết tâm nguyên không muốn về, giờ trong phủ thành chủ tới lượt úy trì trước định đoạt. 20 cái bánh bao to bằng nắm tay, thiết tâm nguyên ăn một mình hết sạch. Bánh bao có thể ăn, nhưng người đưa bánh bao tới đứng bên cạnh bàn thì bất kể thế nào cũng không được ăn linh tinh. Úy trì trước hôm nay rất xinh đẹp, áo choàng lông trắng muốt bọc quanh khuôn mặt hồng hồng, ngay cả hồ ly cũng hứng thú với nàng, ghé đầu tới hít hít. Cũng không biết bộ dạng nghiêm túc không nhìn ngang nhìn dọc của ngài là cho ai xem, khi vào phòng thiếp thì thoải mái như vào phòng mình, ôm người ta suốt một đêm, bây giờ lại giả vờ chính nhân quân tử. Úy trì trước nhấc vòng đeo cổ ra ngoài áo, xem đi, vòng cổ mới đánh này có đẹp không? Thiết tâm nguyên liếc mắt một cái, làm sao không đẹp cho được, lam bảo thạch to thế kia dù có dùng thừng châu mà buộc vẫn đẹp. Lại còn đặt trên cái cổ trắng bóc của mỹ nhân càng đẹp, ta chỉ chọn thứ đắt tiền mà lấy. Úy trì trước hôm nay búi tóc rất cao, trang sức trên đầu rất chỉnh tề, sau đầu gài một chiếc sai kim phượng ngậm châu, cái cử động là đung đưa, trông giống hoàng hậu hơn cả hoàng hậu. Có bản lĩnh thì khoe trước mặt Uyển Nhi ấy. Thiết tâm nguyên lẩm bẩm, cảm thấy mình rất oan, đáng lý mà nói mình cứu Úy trì tộc, bọn họ phải nợ mình mới đúng, như Úy trì Văn, Úy trì Lôi vậy, y thản nhiên tiếp nhận sự trung thành của họ. Vấn đề tới chỗ Úy trì trước liền thay đổi. Ai nói nam nhân nhìn thấy thân thể nữ nhân là lãi chứ? Trước mặt vương hậu tất nhiên thiếp không dám gài sai vàng, càng không dám đứng bên hầu hạ đại vương, rời khỏi cửa này là sẽ tháo xuống.
Úy Trì trước trước vừa nói vừa thu thập bát đĩa cho vào hộp thức ăn, tới cửa quay lại hỏi, có đẹp không? Thích Tâm Nguyên gật đầu, thật lòng nói, đẹp lắm. Thần thiếp cũng thấy thế. Úy Trì trước trước cười thật ngọt, rút sai vàng ra, cho vòng lam bảo thạch vào người, xách giỏ trúc rời đi. Rất thần kỳ, không có mấy phụ kiện kia, khí thế trên người Úy Trì trước trước mất hẳn. Giây phút trước còn là hoàng hậu cao cao tại thượng, lát sau thành thôn nữ xinh đẹp thanh thuần rồi. Xem ra câu nữ nhân dựa vào trang sức xông pha thế giới chẳng phải giả. Đại mỹ nữ đi rồi, tiểu mỹ nữ lại tới. Tiểu mỹ nữ này chính là cô bé hồi hột què chân đã được Trương Phong cốt chữa lành. Hắn cứ chạy đông chạy tây suốt, mang theo cô bé không tiện, nên gửi tới phủ thành chủ nhờ chiếu cố hộ. Nói ra thật xấu hổ, chính xác là tiểu mỹ nữ này chiếu cố Thiết Tâm Nguyên mới đúng, nhưng mà nó cũng phiền toái lắm. Tiểu mỹ nhân cũng mang tới một hộp thức ăn, không cần mở ra Thiết Tâm Nguyên cũng biết bên trong là bánh rán dầu nhà La Nhất Đào. Thứ ngày ngọt kinh hồn, lại còn dính răng, thật không hiểu làm sao mà người Thanh Hương Thành lại mê nó tới mức điên cuồng. Tiểu mỹ nữ liên tục 3 ngày trời còn chưa sáng đã đi xếp hàng, mang tới cho Thiết Tâm Nguyên món ăn mà nó cho là ngon nhất trần đời. Bên trong bột có một cục đường, bị dầu nóng rán lên, đường biến thành nước, cắn một cái đường chảy đầy mép. Đây là cách ngắn nhất để mắc bệnh tiểu đường. Thứ này Thiết Tâm Nguyên tất nhiên là không ăn, tiểu mỹ nữ cực kỳ thuần thục dùng đũa chọc thủng vỏ bánh, sau đó hút toàn bộ nước đường bên trong, híp mắt sung sướng ăn vỏ bánh. Nha đầu thối cố ý, nó muốn ăn mà Trương Phong Cốt không cho nó tiền, vì thế ngày ngày lừa tiền Thiết Tâm Nguyên mua bánh ăn, danh nghĩa là mua cho đại vương ăn. Đợi cho tiểu mỹ nhân ăn tới ợ lên, Thiết Tâm Nguyên mới thong thả lấy dưới bàn ra đĩa bánh bao nhân rau hẹ, sau đó thong thả cắn nhẹ một cái, mùi rau hẹ trộn với mỡ heo thơm ngào ngạt khắp phòng. Tiểu mỹ nữ mắt nhìn không chớp, dù ở liên hồi vẫn mong Thiết Tâm Nguyên cho mình một cái. Mãi không thấy Thiết Tâm Nguyên có ý định chia sẻ cho mình, lùi thủi xách giỏ thức ăn đi. Thiết Tâm Nguyên lại cứ nghĩ nha đầu thối đó sẽ xin mình bánh bao, không ngờ nó chẳng xin, dù rất muốn ăn cũng không lên tiếng. Nhìn tiểu mỹ nữ đi mất rồi, Thiết Tâm Nguyên thở dài, chẳng kẻ nào làm người ta yên. Bên cạnh Gia Luật Hồng Cơ toàn gian thần, bên cạnh Triệu Trinh toàn trung thần, bên cạnh Thái Hậu Tây Hạ toàn mỹ nhân, còn bên cạnh mình toàn thứ yêu nghiệt. Với bọn ngốc, vừa than thở xong lại có một kẻ tới, thấy bánh bao ăn nhoàng một cái hết luôn, còn xin thêm. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 796, Bão Đen Quay Lại. Thuộc hạ thắng rồi, Thiết Nhị Thúc Thúc hôm nay không bắt được thuộc hạ, còn bị ném thật xa, ăn một đống đất, ha 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 ha. Cà cà không phải là yêu nghiệt, hắn mở mồm là hiện nguyên hình, so với Úy Chỉ Văn vừa đi vào thì hắn là thằng ngốc. Đại vương, Ngọc Tổ Phổ khai rồi, hắn cho rằng bác Khắc Đồ Hãn chưa chết, Mục Tân chỉ tạm thời khống chế ông ta để hiệu lệnh cho quân đội. Úy Chỉ Văn vào liền ngửi thấy mùi bánh bao, vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt giao lưu với cà cà, Thiết Tâm Nguyên trầm tư, đây là tin tức rất thú vị. Trước kia còn nghe nói Adan trở về giết bác Khắc Đồ, xem ra Mục Tân có chuẩn bị sẵn cả đường lui, hắn có đoán được Mục Tân giam bác Khắc Đồ ở đâu không? Ngọc Tổ Phổ nói, Mục Tân có ra lệnh cứ 45 ngày chuẩn bị một số vật tư tới Tháp Thành. Số vật tư đó đủ cho 500 người dùng trong vòng 2 tháng, theo hắn suy đoán là cung cấp cho quân đội canh giữ bác Khắc Đồ. Thiết Tâm Nguyên vừa nghe Úy Chỉ Văn báo cáo vừa trải bản đồ ra, lấy Tháp Thành làm trung tâm tìm kiếm bốn phía, kết nối với tin tức lần trước nói có đội quân rời Yên Kỳ không rõ mục đích. Cuối cùng chỉ vào Bạch Lang Nguyên, hẳn là ở nơi này, Tiểu Văn, Vương Trụ và Lãnh Bình vẫn hoạt động ở phụ cận Thiện Thiện chứ. Vâng ạ, bọn họ đã cùng tham báo của Mục Tân đụng độ mấy lần, đang thăm dò nơi đặt lương thảo của ông ta. Thiết Tâm Nguyên xua tay, với sự cẩn thận của Mục Tân, bọn họ không có cơ hội đâu, dù có thì cũng là cạm bẫy, bọn họ chỉ cần giám thị, quấy rối là đủ rồi. Giờ chuyển hướng tới Bạch Lang Nguyên, tìm kiếm bác Khắc Đồ, nếu tìm thấy thì trận chiến này chúng ta thắng được một nửa. Úy Chỉ Văn đề nghị, đại vương, Ngọc Tổ Phổ chỉ muốn làm Vu Điền Vương thôi, không có dã tâm nào khác. Bất kể làm việc cho Mục Tân, Khách Lạt Hãn hay ai khác đều không thành vấn đề, hay là mang theo hắn ta. Thời gian không kịp nữa, gửi thư hỏa tốc 800 dặm cho cả Mạnh Nguyên Trực, A Đại A Nhị, xem bọn họ tự phát đoán. Thiết Tâm Nguyên nhìn cạc cạc ngồi bên lò nướng hạch đào ăn,
lấy một bọc thuốc ném cho hắn. Bệnh phong thấp của Thiết Nhị lại tái phát rồi, đem thuốc này nấu thành hồ, nhân lúc còn nóng đắp lên đầu gối. Cạc cạc ngạc nhiên, Thiết Nhị thúc thúc bị bệnh sao? Thiết Tâm Nguyên hận sắt không thành thép, cứ tới mùa đông là bị dày vò, đi lại cũng cần nghị lực rất lớn rồi nói gì tới cưỡi ngựa chiến đấu. Tiểu tử, mau chóng trưởng thành đi, cứ hồ đồ như vậy thì làm sao giúp được ta? Cạc cạc sợ nhất là nghe Thiết Tâm Nguyên lải nhải, liền ôm gói thuốc chạy mất. Những kẻ quá tinh không thì không dùng được, người dùng được lại quá ngốc, Thiết Tâm Nguyên thấy ông trời đang trừng phạt mình. Chập tối, trời nổi gió lớn, tiếng gió nghe như mải vải đang vẫy phần phật, Thiết Tâm Nguyên vội ra ngoài nhìn bầu trời, không ngờ cơn bão đen quay lại rồi. Cơn bão đen đáng sợ năm xưa từng gây tai họa gần như hủy diệt Cáp Mật đã quay lại, nhưng nay đã khác xưa, nó chẳng còn mấy uy hiếp với người Cáp Mật nữa. Trước kia khi cuồng phong gào thét từ thiên sơn lộ đổ tới, cuốn qua sa mạc mang theo cát bụi che kín bầu trời, không gì kháng cự nổi, nhổ cây thổi nóc dễ dàng, dù người gia súc đều bị cuốn lên không. Giờ thiên sơn lộ đột, nhiên dựng lên ba thành quan sừng sững, cuồng phong men theo sơn cốc cuốn tới liên tục bị thành trì chặn lại. Sức gió giảm đi rất nhiều, khi nó vượt qua được thiên sơn thì chỉ chút xuống bụi đất, không còn uy lực nhổ thành hủy trại nữa. Cho bụi chẳng phải thứ tốt lành, song nó giống như sông Ninh cống hiến cho Ai Cập, đều mang theo đất đai phì nhiêu, mang cả tai nạn. Khi gió nổi lên, toàn bộ Cáp Mật biến thành thế giới vắng bóng con người, trừ quan phủ phái quân đội tuần tra chỉ còn bộ khoái qua lại. Tất nhiên chỉ người bình thường và người nghèo là trốn trong nhà, còn người có tiền thì tới Thanh Hương Thành, lấp đầy Ôn Tuyền quán. Nơi này hơi nước đậm, cho bụi tất nhiên sẽ ít nhất. Thiết Bổng và Thiết Trụ đã không còn đích thân phục vụ khách nữa, nay mặc y phục hoa lệ cười nói giữa đám người phú quý. Người y tái đặc không còn quá hiếm hoi ở Cáp Mật, hai nàng sau khi có tiền liền dốc cạn túi mua lại đồng bào bị làm đồ chơi cho người ta. Vì thế Thiết Bổng và Thiết Trụ không chỉ giàu có ở tiền bạc mà còn ở tình cảm. Người y tái đặc rất nhát gan, lại chẳng nhát gan, hy vọng gì một tộc người bị người khác coi là thức ăn có thể dũng cảm nổi. Vì thế Thiết Bổng và Thiết Trụ cũng không khác gì, cho dù là có hộ tịch vàng trong tay. Nếu rời Thanh Hương Thành, các nàng không dám phản kháng bất kỳ yêu cầu nào người khác đề xuất. Đôi hoa tỉ muội này không bao giờ rời Thanh Hương Thành, thậm chí còn chẳng tới gần cổng thành. Dù ở trong thành, chỉ cần gặp phải nhân tố bất an là các nàng lập tức hét lên, sau đó sẽ có một đám thổ man thích hai tỷ muội họ ùn ùn kéo ra bảo vệ. Bởi thế trước kia thi thoảng lại có thương cổ từ xa tới không hiểu chuyện muốn ức hiếp các nàng bị treo lủng lẳng ở trên cây. Khi y phục trên người các nàng ngày càng xa hoa, chuyện đó cũng ngày càng ít đi. Thanh Hương Thành có một lệnh cấm, trong thành không được có nô lệ, hai tỷ muội họ dựa vào điều luật này không ngừng cứu tộc nhân trong tay thương đội tới thành. Giờ hai nàng nuôi hai mấy tộc nhân, bất kể nam nữ đều trẻ trung xinh đẹp kinh người, vì người có tuổi không xinh đẹp nữa bị chủ nhân giết rồi, giết làm thức ăn. Triệu Uyển thích họ, vì họ nhát gan như thỏ, nên khi chọn thị nữ liền chọn bốn người y tái đặc đẹp mức quá đáng theo nàng tới Đại Tống. Không biết vì sao Âu Dương Tu, Tô Thức, Hoắc Hiền, thậm chí là lão già sắc quỷ Vương Đại Dụng đều không động lòng trước vẻ đẹp của người y tái đặc. Bọn họ thà đi tìm nữ nhân hồi hột, ba tư, thổ phồn dung mạo kém hơn chứ không đụng vào người y tái đặc. Là người có giáo dưỡng, bọn họ có thể thương hại người y tái đặc, nhưng không ai muốn quan hệ sâu xa hơn. Giống như con người có thể thích thú cưng, nhưng không muốn. Bởi thế chênh lệch về tinh thần mới là chênh lệch thực sự. Mà trên thế giới này, người tự cho rằng mình có tinh thần cao quý nhất chắn chắn là người Tống, trong tiềm thức của bọn họ, trừ người Tống ra thì đều là man di. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 797, Kiêm Tề Thiên Hạ 1. Trong ngày tháng cho bụi mù mịt, ngâm mình ở suối nước nóng là chuyện khoan khoái nhất, Thiết Tâm Nguyên đang làm thế. Khi gió lớn nổi lên, Thiết Tâm Nguyên xông pha gió bão tuần thị Thanh Hương Thành và Cáp Mật Thành, thấy quốc gia của mình vẫn bình an như xưa. Chẳng có gì đáng ngại, thế là y chui thẳng vào Ôn Tuyền quán, đến một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Nói tới bản lĩnh hầu hạ người thì có ai hơn được người y tái đặc. Nên khi bị bốn thiếu nữ y tái đặc vớt ra khỏi ao nước nóng thì Thiết Tâm Nguyên đã ở trạng thái nửa hôn mê, y chỉ muốn cảm giác khoan khoái này duy trì mãi mãi. Điều này khiến Thiết Tâm Nguyên nhớ tới câu truyền cười ở thế giới cũ,
nếu như tìm 20 tử tù trẻ, nói với họ, nếu như có thể vào được cúp bóng đá thế giới, thì sẽ thoát chết, như thế đội Trung Quốc lọt qua vòng loại là cái chắc. Người y tài đặc cũng thế, bọn họ phát hiện ra, nếu nắm được kỹ nghệ hầu hạ người khác sẽ không bị coi như thức ăn. Dưới sự uy hiếp khủng bố đó, trình độ tăng mạnh cũng phải thôi. Ngâm suối nước nóng, lại hưởng thụ toàn bộ kỹ thuật massage của bốn thiếu nữ, Thiết Tâm Nguyên thấy mình đói tới mức ăn được cả con trâu. Khi ăn cơm thì Cạc Cạc và Úy Chỉ Văn tới. Đại vương, A Đại tướng quân bẩm báo, Mục Tân tới rồi. Cạc Cạc thấy Thiết Tâm Nguyên chỉ gục gạc cái đầu, vẫn mải mê đối phó với miếng thịt trâu lớn, sốt ruột nói, Đại vương, Mục Tân tới rồi. Thiết Tâm Nguyên lau miệng rồi mới nói, đại quân đều đã vào vị trí rồi, chuyện gì cần làm đều đã làm, cứ lặng lẽ đợi xem tình hình chiến đấu là được. Cạc Cạc liên tục trà tay, đại vương. Thiên Tâm Nguyên cầm cái dĩa xiên miếng thịt đút vào mồm Cạc Cạc, nói ra rất buồn cười, khi Thiết Tâm Nguyên đến Tây Vực ra sức dạy mọi người dùng đũa. Giờ ai ai cũng dùng đũa rồi thì y lại học dùng dao dĩa của phương Tây, phải đợi ta xuất chiến thì cáp mật nguy rồi. Úy Chỉ Văn sớm ngồi xuống ăn thịt ngon lành, đã bảo ngươi rồi, khi đánh trận đại vương ở lại Thanh Hương Thành còn quan trọng hơn lên tiền tuyến chém giết. Bất kể là vị tướng quân nào bại trận thì đại vương vẫn còn đó, chúng ta còn cơ hội xoay chuyển cục diện. Chứ một khi đại vương chẳng may chiến bại thì mọi chuyện xong cả rồi. Cạc Cạc xưa nay đều coi lời của Úy Chỉ Văn là đánh rắm, nên nhìn Thiết Tâm Nguyên đợi xác nhận. Thiết Tâm Nguyên làm một ngụm rượu nho lớn, đúng thế, các vị tướng quân phải suy tính làm sao đánh bại kẻ địch, còn ta phải tính họ chiến bại phải làm sao. Cạc Cạc, giờ chưa tới lượt ngươi ra trận, một khi quân đội của Mục Tân tới dưới chân Thanh Hương Thành, dù ngươi không muốn tử chiến cũng không được. Không thể nào, đám Vương Trụ, Lãnh Bình có thể gặp nguy hiểm, Mạnh tướng quân có thuốc nổ, Mãnh Hỏa, lại có thành trì cao lớn, sao thua được. Cạc Cạc nói dứt khoát, đại vương biết điều đó, vấn đề là chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lần này tới lượt Úy Chỉ Văn đút miếng thịt to vào mồm Cạc Cạc, kéo hắn xuống, đại vương, còn tin nữa, Lãnh Bình tìm thấy một tòa thần miếu của người Tô Mễ Gia Nhĩ. Đó là thần miếu bị bỏ hoang giữa sa mạc, nhưng lạ cái là bên trong có dấu vết cư trú thời gian dài. Lại có rất nhiều thi thể người đại thực, người trong đó đã bỏ đi một thời gian, không rõ có liên quan gì tới Bác Đồ Khắc không. Bọn họ đang tiếp tục truy lùng, nhưng dấu vết ở sa mạc bị gió cát xóa đi rất nhanh nên không dám chắc. Nếu đoán ra ai hứng thú với Bác Khắc Đồ thì chúng ta có thể ra tay cướp lại, không cần phiền phức như thế. Thiết Tâm Nguyên mỉm cười, dù sao Bác Khắc Đồ rơi vào tay ai cũng tốt hơn ở trong tay Mục Tân. Nếu như Bác Khắc Đồ còn sống, Mục Tân sẽ gặp rắc rối to. Hay là chúng ta phái người tới doanh Mục Tân phát tán tin đồn. Úy Chỉ Văn rất hưng phấn, Mục Tân từng gài mã Hy Mỗ tới Thanh Hương Thành thì hắn cũng có thể gài thương cổ khác. Hai quân đối trận rồi thì dùng bất kỳ thủ đoạn gì cũng không quá, thử cũng được, xem thành quả của ngươi ra sao, dù sao tốn bao nhiêu tiền lương nuôi đám người đó. Thiết Tâm Nguyên nhìn dáng vẻ kích động của Úy Chỉ Văn thì lắc đầu, thằng bé này mới chỉ được cái chững chạc bề ngoài thôi, còn kém lắm, đại vương ta lại phải vất vả thời gian nữa. Ngoài ra đợi lão hứa về thì đem hết chuyện đang làm cho hắn, giao cho ngươi làm mấy việc này chỉ để rèn luyện tâm trí, đừng để lún quá sâu, ta kỳ vọng rất cao vào ngươi. Úy Chỉ Văn xấu hổ vâng một tiếng, hắn cũng biết vừa rồi mình biểu hiện không tốt. Cường độ của bảo đen nhỏ đi nhưng thời gian thì lại càng lâu hơn. Nó cần phát tán toàn bộ năng lượng sở hữu rồi mới dừng. Trước kia tối đa là một tuần, không quá 10 ngày là bão đen sẽ tan. Lần này hoành hành ở cáp mật suốt một tháng mới chịu thôi, làm cái Tết năm nay của Thanh Hương Thành bớt náo nhiệt hơn hẳn. Dù sao mẹ và lão bà, hai tử không có nhà, một mình ăn Tết vô vị, có nhiều người xui xẻo cùng mình, Thiết Tâm Nguyên rất thỏa mãn. Khi bầu trời xanh lam đã lâu không gặp lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, cho bụi đã tới mức nhìn rõ được từ từ rơi xuống, người cắp mật đổ cả ra ngoài. Chỉ là khắp nơi đều là bụi đất, nóc nhà, xa nhà, cửa sổ, cả bếp cũng có lớp bụi mịn, cả thế giới biến thành màu xám xịt. Thiết Tâm Nguyên vốn muốn ra đường phố đi một vòng, chiến sự càng khẩn trương, thân là chủ nhân quốc gia càng phải thả lỏng. Thường xuyên tới dân gian, để bách tính nhìn thấy ngươi, bọn họ sẽ yên tâm hơn, kết quả vừa ra ngoài cửa đã quay về. Toàn bộ Thanh Hương Thành còn mù mịt hơn cả lúc bão đen hoành hành, tất cả mọi người đều đang dọn bụi đất, từ nóc nhà tới mặt đất, một chút cũng không chịu bỏ qua. Gì thế này? Người cáp mật thích sạch sẽ như thế từ bao giờ?
cho người đi hỏi mới biết là mệnh lệnh của tướng quốc phủ muốn thu thập quân nhu. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kiết Sử Hai tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 798, Kiêm Tể Thiên Hạ 2. Cho bụi mà cũng làm quân nhu được à? Thiết Tâm Nguyên ngạc nhiên thốt lên. Lưu Phân vuốt râu nói, ở đâu gió thả bụi có thể che mở cảnh sắc, cản trở tầm nhìn, hại mắt địch, sau đó đánh một trận là thắng. Thiết Tâm Nguyên hiểu rồi, đây là một trong ba pháp bảo của lưu manh đường phố đánh nhau, một ném gạch, hai ném cát, nếu nâng cấp mức độ độc ác lên thì là ném vôi bột. Chuyện này Thiết Tâm Nguyên hồi nhỏ làm suốt mà không dám nói ra, sợ Lưu Phân viết vào sử sách các mật vương từ nhỏ bản tính lưu manh vô lại. Đồng thời y quyết định phân phối cho quân tốt thêm một bộ kính bảo hộ, thứ này chế tác đơn, giản, hiệu dụng cao, nhất là ở Tây Vực nhiều gió cát sẽ có ưu thế lớn. Kính bảo hộ thì chỗ Hỏa Nhi có sẵn, Thiết Tâm Nguyên sai người lấy một bộ, cả mặt nạ phòng bụi dùng trong công xưởng cũng lấy, sau đó đeo nghênh ngang ra đường, trông như quái vật ngoài hành tinh. Không ngờ ra đường một chuyến nghe dân gian bàn tán Hoắc Hiền chấp hành quân điền chế thất bại của thời Tùy Đường. Thiết Tâm Nguyên thất kinh ra lệnh Hoắc Hiền tới Thanh Hương thành giải thích. Quân điền chế là một chế độ phân phối đất đai dựa theo nhân khẩu, một bộ phận sau thời gian canh tác nhất định thuộc sở hữu bách tính, một bộ phận sau khi chết phải trả cho quan phủ. Lúc mới thực thi thì rất có lợi, giảm thiểu tranh chấp ruộng đất, có lợi khai khẩn ruộng hoang vô chủ, từ đó sinh tác dụng tích cực khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp. Thứ này nhìn có vẻ mỹ hảo, thực tế là một liều thuốc độc. Khi quốc gia thực thi chính sách này tất nhiên sẽ bước vào thời kỳ tương đối bình ổn. Nhưng sau quá trình bình ổn đó, nhân khẩu bùng phát, nó cũng sinh ra vấn đề, quốc gia không đủ đất đai phân phối, triều đường cường đại chính vì thế mà sụp đổ. Hoắc Hiền mệt mỏi ngày hôm sau tới nơi gặp Thiết Tâm Nguyên, chưa đợi y hỏi đã nói, chẳng lẽ hùng tâm của đại vương chỉ giới hạn ở cáp mật thôi sao? Thiết Tâm Nguyên nheo mắt, lão gia này đang lợi dụng quân điền chế FI thành đế vương điên cuồng khoách trương, nửa đời sau không cần làm gì nữa, chỉ mở rộng địa bàn là đủ. Kỳ thực mới đầu các mật thực hiện chế độ không khác gì quân điền chế, nhưng chưa dùng hình thức pháp lý cố định nó, Thiết Tâm Nguyên muốn đợi khi áp lực đất đai xuất hiện sẽ nghĩ cách. Không ngờ đám Hoắc Hiền chặn đường lui của mình. Mặc dù chính sách này không được Thiết Tâm Nguyên ký thì không chấp hành được, nhưng Hoắc Hiền nhân lúc bão đen tới liên lạc với quan viên các nơi. Dùng phương thức truyền miệng nói với họ, chính sách ruộng đất tạm thời của các mật phải đẩy mạnh phổ biến. Thế là bão đen tan đi, toàn dân đều biết. Đây là chính sách cực kỳ có lợi cho bách tính, nên dù người Hán, người Tống hay Thổ Phồn, hồi hột đều nghềnh cổ đợi đại vương chính thức ra mệnh lệnh. Thiết Tâm Nguyên cầm bản kế hoạch rất dày của Hoắc Hiền lên, xem qua một cái liền ném đi. Phàm nam tử trên 15, mỗi người cấp 40 mẫu ruộng trồng ngũ cốc, nữ tử 20 mẫu. Ruộng được cấp không được phép bán, tuổi cao qua đời, trả cho quan phủ. Ngoài ra mỗi nam tử cấp 20 mẫu ruộng dâu, hạn trong vòng 3 năm phải trồng các cây quy định, ruộng dâu có thể làm ruộng truyền thừa, cả đời không cần trả, nhưng hạn chế mua bán. Thiết Tâm Nguyên gõ bàn, cảm thấy trong chuyện này có vấn đề, đất đai còn đủ phân không? 3 năm sau các mật chỉ có thể cấp lộ điền, tức là ở hoang mạc hoặc sa mạc. Hoắc Hiền khom người nói, đại vương gây dựng các mật 5 năm, làm những việc chưa ai nghe nói, chưa ai từng làm, thần bội phục vô cùng. Đại vương nếu muốn được người thiên hạ cung dưỡng, tất nhiên phải mưu lợi cho thiên hạ, nếu chỉ giúp đỡ một bộ phận thì không phải là hùng phong vương giả. Lưu Phân nói vào, bần cùng thì giữ mình trong sạch, thành đạt thì tạo phúc thiên hạ, như thế mới khiến hào quang quân vương chiếu rọi thiên thu. Các ngươi muốn ta làm thánh vương sao? Thiết Tâm Nguyên thở dài, nếu các ngươi buộc ta vào chiến xa rồi thì không thể để ta một mình tác chiến. Hoắc Hiền và Lưu Phân nhìn nhau, cắn răng nói, nếu đại vương có dùng tới, chúng thần sao dám không làm theo. Thiết Tâm Nguyên lắc đầu, chuyện này quá lớn, hai ngươi còn chưa đủ. Lưu Phân nói, lão phu vốn tới Tây Vực viết Tây Vực Chí, không có ý ở lại cáp mật, giờ xem ra không được nữa, lão phu thẳng tính, không có nhiều bằng hữu, chỉ có ít con cháu cho đại vương sai bảo. Hoắc Hiền chắp tay, lão thần còn có một số lão hữu cùng chí hướng, vương giới phủ từ quan, đang trên đường tới cáp mật, người này tài hoa hơn thần trăm lần, có thể phân ưu vì đại vương. Ra là thế, chẳng trách hai lão già này lại bắt tay với nhau, nguyên nhân sâu xa ở đây. Thiết Tâm Nguyên lắc đầu, vương giới phủ tới làm khách thì tốt, có thể học hỏi nhiều điều, song ta không định dùng,
Người này thân mang đại danh thiên hạ 30 năm, sớm bị danh vọng làm liên lụy, không thể đồng mưu. Thái độ dứt khoát đó làm Hoắc Hiền và Lưu Phân đều bất ngờ, nhưng thoáng nghĩ liền hiểu ngay. Ngay cả Triệu Tống Hoàng đế mời mấy lần mà không nể mặt, nếu Vương An Thạch tới cáp mật làm quan, thể diện Tống đế ở đâu? Lúc đó thiên hạ không được yên bình nữa. Chuyện do mình đề xuất, không thể không ra sức, Hoắc Hiền và Lưu Phân liền chạy khắp nơi kiếm người. Thiết Tâm Nguyên không vội, đất đai cáp mật còn nhiều, ở Tây Vực thiếu người chứ chẳng thiếu đất. Tiễn hai người đó đi rồi vội vàng về phòng, Hồ Ly ngủ ở chỗ Úy Trì trước, kết quả bị đốm lửa từ bếp lò bắn ra đốt cháy cả mảng lông lớn. Rên rỉ đáng thương hai ngày rồi, sau đó bám sát Thiết Tâm Nguyên không chịu rời một bước. Ba ngày rồi lửa giận Thiết Tâm Nguyên chưa tan, chuyện này do Úy Trì trước sơ suất, nếu đổi lại là người khác, có khi y đã chém đầu. Tuy thế Úy Trì trước đã bị Thiết Tâm Nguyên mắng té tát hai trận, lúc nào cũng nước mắt lưng tròng. Cô đốt ta cũng không nổi giận, hồ ly già rồi, mắt mũi nó đều kém. Nhìn thấy Úy Trì trước, Thiết Tâm Nguyên lại nổi cơn, Úy Trì trước cuối cùng bị chửi nhiều tới tức giận, giống lên. Nếu là người khác, ngài không nổi giận, càng không chửi mắng, chỉ tự mình đau khổ, vì thiếp, cái túi chút giận mắc lỗi, ngài với tùy ý quát mắng. Thiết Tâm Nguyên bị cứng họng, nhìn nàng nước mắt ngắn dài lấy thuốc mỡ cẩn thận bôi lên người hồ ly, sau đó còn mặc cho nó một cái yếm che chỗ lông bị cháy đi. Y thở dài, là ta không đúng, mấy ngày qua tâm trạng không tốt, bất chi bất giác chút giận lên cô, xin lỗi. Ai ngờ nói thế Úy Trì trước càng khóc to hơn, quệt nước mắt chạy khỏi phòng Thiết Tâm Nguyên. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 799, cái áo của tác giả. Mấy hôm nay tâm trạng Thiết Tâm Nguyên là do một bức tranh tác giả vẽ. Bức tranh đó có mấy đường nét chả hiểu ra sao, khung cảnh âm u ghê rợn, lại có mấy cái đầu lâu méo mó, lưỡi thẻ ra rất dài. Cái thứ tranh chẳng ra cái chó gì, lão thần côn còn có mặt mũi hỏi Thiết Tâm Nguyên có nhìn ra thâm ý trong đó không. Lão Tăng muốn cho đại vương xem một loại phong cảnh, trong thứ phong cảnh này không phải là thế giới sau khi chết, không chỉ là con người phải đối diện với cuộc sống ra sao. Chỉ có nghiền ngẫm cái chết, sau khi chết để lại được cái gì thì chúng ta mới biết khi sống, cái gì quan trọng với mình nhất. Nên theo đuổi cái gì nên làm, cái gì không nên làm sao để làm chủ tâm linh của mình. Nói xong những lời này tác giả thấy Thiết Tâm Nguyên mặt vẫn ngơ ngác, chán nản nói, tự chủ tâm linh cần trí tuệ, cần định lực. Thiết Tâm Nguyên cảm thụ được rõ ràng mình bị khinh bỉ rồi, y vốn không thích nghe mấy lý luận liên quan tới tông giáo, không ngủ gục đã là may. Không vì thế mà y không suy nghĩ, nghĩ rất nhiều, rốt cuộc chẳng hiểu lão già này rốt cuộc muốn nói cái gì. Những lời của ông ta hẳn là quan trọng lắm, nhìn khuôn mặt muốn viết hai chữ trang trọng lên trán thì biết. Lão già này nghiêm túc nói những lời chẳng bằng rắm chó đó là vì sao. Mỗi ngày tiếp xúc với loại người tác giả, Hoắc Hiền, Lưu Phân, y thấy mình khó mà trường thọ được. Vì thế Thiết Tâm Nguyên đem cả bức tranh lẫn lời nói của tác giả chuyển cho Hoắc Hiền và Lưu Phân. Theo lời Hoắc Hiền, bức tranh này tùy mỗi người thấy mỗi khác, một vạn người thì có vạn cách giải thích. Vì thế giải thích thế nào cũng đúng, ngay cả Phật ngạn rắm chó mà tác giả nói cũng đúng, vì không có đáp án, hỏi cũng bằng không. Lưu Phân nói tác giả hoạt phạt, đang tạo ra ma chướng cho Thiết Tâm Nguyên, nếu y đột phá được ma chướng sẽ tiến bộ. Vớ vẩn, so với loại ma chướng mơ hồ, Thiết Tâm Nguyên càng sợ tác giả hạ độc với mình. Y thấy đầu óc mình đã chứa đủ những thứ kỳ quái rồi, thêm nhiều nữa cũng không sao, chỉ cần không để ý, một thời gian sau sẽ quên hết. Thiết Tâm Nguyên chẳng muốn trả lời vấn đề của tác giả. Nhưng ba ngày sau vào một buổi sáng, Đại Lôi Âm tự gõ 108 hồi chuông. Tác giả hoạt Phật viên tịch rồi, trước khi chết chỉ về Thanh Đường Thành, 100 lạt ma, cưới 300 khoái mã, không ngủ không nghỉ phóng về phía hoạt Phật chỉ. Chuyển thế linh đồng, đó không phải là truyền thống của bổn giáo. Phật giáo thổ phồn cũng không có loại quy củ này. Ba ngày sau, 10 lạt ma mệt mỏi cực điểm đưa một đứa bé 8 tuổi tới trước mặt Thiết Tâm Nguyên, đứa bé đó cũng tên tác giả. Đám lạt ma còn đem bức tranh tác giả để lại cho đứa bé xem, đứa bé rất ngây thơ, nhìn bức tranh đó cũng tỏ ra ngơ ngác giống Thiết Tâm Nguyên, chẳng nói câu nào. Đám lạt ma nhìn nhau sau đó đưa đứa bé cho Thiết Tâm Nguyên, lại cưỡi ngựa chạy mất.
Sau đó cứ 3 ngày lại có một đứa bé đưa tới trước mặt Thiết Tâm Nguyên, tiếp tục nhìn tranh, hy vọng những đứa bé đó nói ra những lời tác giả nói trước khi chết. Đáng tiếc, liên tục 6 đứa bé đều vô tri như Thiết Tâm Nguyên. Tác giả là người dứt khoát, nói chết là chết được ngay, 3 ngày trước gặp Thiết Tâm Nguyên còn mặt hồng hào, giọng như chuông đồng, nói mỗi câu đều thấm vào lòng người, nửa canh giờ ăn mất của y 2 quả dưa, một chùm nho ướp lạnh. Người cường tráng có thể đấm chết trâu, vậy mà 3 ngày sau đã chết. Thay thế tác giả là Nhân Bảo, sau khi lão hữu chết, vẫn bộ dạng cao tăng không vui không buồn, chỉ là Thiết Tâm Nguyên có cảm tưởng nhìn môi hơi cong lên, có vẻ như chứa chút chút vui mừng trong đó. Nghĩ cũng hợp lý thôi, cấp trên chết rồi mình thay chân, không cao hứng mới là vô lý. Tác giả Hoạt Phật chết thật rồi sao? Thiết Tâm Nguyên hỏi riêng Nhân Bảo, tới nay y vẫn không tin cái chết bất ngờ của tác giả, dù sao hai lão già này có công phu giả chết đệ nhất thiên hạ. Lần đầu gặp hai người họ, bọn họ dùng giả chết thần công để thoát khỏi bàn tay quân đội hồi hột. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, chảy phải đều là khổ cực, sống hay chết có gì khác nhau? Lại đánh giam đấy, có hay không trả lời đàng hoàng không được à? Thiết Tâm Nguyên rộng lượng nên không chấp, chủ yếu là không hợp lẽ thường, nếu cần ta phối hợp thì nói ra, ta nhất định giúp. Lấy bức tranh nát, nói một chàng thứ không ai hiểu, chẳng may ta hiểu lầm, khéo quá hóa vụng thì có phải là hỏng không? Đại vương trí tuệ, tính tình thuần lương, sẽ không hiểu di ngôn của sư huynh. Hôm nay đại lại âm nhận 1.000 cân thuốc nổ, 300 cường nỏ, 2.000 cân dầu làm vật bồi táng cho Hoạt Phật thì khó hiểu quá. Ông nên biết, ta đã chuẩn bị tới 10 cân vàng, đình nghiền thành bột để quét lên người Hoạt Phật, kết quả các vị không cần, xin những thứ vốn chẳng liên quan tới Phật gia. Thiết Tâm Nguyên nghi ngờ lắm, Nhân Bảo mỉm cười, đại vương phê chuẩn rồi mà. Quân khí là gốc rễ quốc gia không thể tùy tiện cấp cho người khác, nhưng đã là thứ bồi táng của Hoạt Phật, ta có thể không cấp sao? Nhân Bảo thu lại nụ cười, nghiêm túc chắp hai tay vào nhau, tài phú quý giá nhất trên đời là tin tưởng, lão tăng tạ ơn đại vương, Hắc Y giáo không bao giờ đối địch với ngài. Thiết Tâm Nguyên tham gia điển lễ Tây Du của tác giả xong là về, không hỏi tới chuyện bổn giáo. Nhân Bảo không giải thích, tức là chuyện này không thể nói, hỏi nhiều chỉnh làm tổn hại tới tình nghĩa. Thanh danh của bổn giáo trên cao nguyên quá thối, năm xưa họ làm sằng làm bậy, nô dịch, lột da bị các giáo phái khác tuyển truyền khắp nơi, muốn chấn chỉnh lại đấu với người ta vô cùng khó khăn. Tác giả giả chết, chính là chuẩn bị nhảy xuống sông, đổi cái áo khác, sau đó leo lên bờ, dùng bộ mặt thuần lương mới mẻ đối diện với thế nhân, rồi tuyên dương pháp môn mới đã sửa đổi của họ. Vì không để lại cớ cho người ta, tác giả không nói rõ mình muốn làm gì, thông qua các loại manh mối cho Thiết Tâm Nguyên biết sự thực. Thiết Tâm Nguyên cho rằng như thế. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 800, Chó Gà Thăng Thiên. Tác giả mang đi nhiều dầu hỏa và thuốc nổ, xem ra muốn dùng vũ lực mở ra tiền đồ mới của cái gọi là Hắc Y giáo. Chỉ là không biết ai may mắn được nổ banh xác, đốt cháy thân, tên xuyên tim đây. Người thổ phồn trên cao nguyên thì vẫn đang hỗn chiến không ngừng, bọn họ chưa tìm ra được một vị vương chân chính. Theo Thiết Tâm Nguyên biết thì chiến loạn này còn kéo dài vài trăm nữa, còn chết người, còn rối loạn. Thiết Tâm Nguyên cho rằng, học Phật là chuyện riêng tư cá nhân, muốn học cái gì thì học, muốn tin cái gì thì tin. Mọi người không cần vì niềm tin khác nhau mà chém giết tới máu chảy thành sông. Thế nhưng rõ ràng tác giả không suy nghĩ như thế, ông ta trả lời trang trọng, dùng cả một buổi chiều để đính chính lại nhận thức sai lầm của Thiết Tâm Nguyên. Học Phật là thành tựu trí tuệ, không phải học bừa bãi mà được. Trên thế giới này có vô số người thông minh, họ ngạo mạn, cố chấp, càng thông minh càng cố chấp, cho rằng chỉ lời mình là đúng, người khác nói là linh tinh, toàn dám chó. Loại cố chấp nhất chính là, ngươi không tin học thuyết của hắn, hắn sẽ chặt đầu ngươi. Mục Tân là minh chứng sống. Uy Chỉ Văn đem tới báo cáo liên quan tới Hắc Y giáo, cơ bản là trống rỗng, cái thằng tiểu tử này đã biết dùng đống ngôn ngữ màu mè che giấu sự vô dụng của mình. Phải tăng cường giám sát nội bộ rồi. Thiết Tâm Nguyên gặp văn thư lại lẩm bẩm, lão Hứa, mau mau về đi, ta có việc cho huynh làm đây. Hứa Đông Thăng rơi lệ từ biệt Gia Luật Thịnh Đường ở Tổ Phổ Đại Vương phủ. Vì đả thông rào chắn buôn bán nhân khẩu, Hứa Đông Thăng đã dốc sạch hầu bao, phải nói rằng Gia Luật Thịnh Đường là người tốt,
hắn bắt hết người Hán trong địa phận bán cho Hứa Đông Thăng. Giá một ngân tệ một người tuy đắt, nhưng mà Gia Luật Thịnh Đường phục vụ rất tốt. Tất cả mọi người được khăn gói đưa tới Trần Sơn Khẩu để Hứa Đông Thăng thuận tiện đưa về nước. Rất nhiều người Hán bị dùng thừng trói lại, quần áo trên người trông không tệ, hắn là không thiếu tiền, nhưng bây giờ họ vẫn bị dùng thừng trói thành sâu, la hét ầm ĩ, khiết đan ưu đãi người Hán. Đó là sự thực, nhưng nó chỉ vẻn vẹn giới hạn ở một giải Nam Kinh, đó là nơi sản xuất lương thực chứ danh của khiết đan, vì lương thực, họ không thể chèn ép người Hán quá độ. Thậm chí xuất hiện rất nhiều đại gia tộc người Hán, cực kỳ uy phong. Nhưng mà rời Yến Châu thì người Hán cơ bản không phải người nữa, mà là một loại tội nghiệt. Nghe thấy trong đội ngũ thi thoảng có người hét lên mình là thân thích của quan viên khiết đan nào đó, từng lập bao nhiêu công trạng cho khiết đan, Hứa Đông Thăng nhíu mày, thấy rất trướng tai. Vẻ mặt quan viên khiết đan bên cạnh đầy sự khinh bỉ không thèm che giấu, Hứa Đông Thăng sai thân vệ bắt những tên to mồm nhất ra, giao cho quan viên khiết đan. Tiểu nhân từng tới biên cảnh Đại Tống cướp bóc, còn cưới lão bà khiết đan, là người khiết đan rồi, không phải người Hán. Tiểu nhân cũng không phải người Hán, trước kia ra trận đánh nhau với Đại Tống còn lập quân công. Cả đám người Hán khóc lóc bằng tiếng khiết đan, ra sức phủ nhận tổ tông của mình, coi đó là nỗi hổ thẹn. Quan viên khiết đan phất tay một cái, một đội binh sĩ xông tới chém gục hết, sau đó nói với Hứa Đông Thăng, tiền bán thân của những kẻ này không trả lại. Hứa Đông Thăng chắp tay, tất nhiên rồi, trong lúc nói chuyện một đĩnh vàng đã đút cho đối phương. Cầm tiền của người ta phải làm việc, quan viên khiết đan đi tới hàng người bị trói như gia súc, quát, kẻ nào dám ồn ào, giết không tha, kẻ nào dám bỏ trốn, giết không tha, kẻ nào dám tự tàn, giết không tha. Đám người Hán câm miệng, cúi gục đầu xuống. Thế là Hứa Đông Thăng lần nữa rơi lệ từ biệt quan viên khiết đan không tệ đó, dẫn đội ngũ đi vào sa mạc. Đi được năm dặm, đám người Hán ngạc nhiên vì đám buôn nô lệ lại cởi thừng, nói với họ, ai không muốn tới cáp mật thì có thể rời đi. Vừa mới vào sa mạc, lúc này nếu quay lại không phải lo lắng tới tình mạng, lập tức có 7-8 người vừa được tự do cắm đầu cắm cổ chạy về phía tổ phổ đại vương phủ. Hứa Đông Thăng cũng không ngăn cản, nhìn đám ngu xuẩn đó hoan hỉ chạy đi, chuyện buôn bán nhân khẩu này có thể làm nhưng không thể nói ra. Vì xóa chứng cứ, Gia Luật Thịnh Đường trừ giết người ra thì không có đường nào khác. Những người còn lại rối loạn, vừa được cởi trói là khóc lóc tìm kiếm thê nhi phụ mẫu của mình, cả nhà đoàn tụ cùng một chỗ. Dựng lỗ tai lên mà nghe đây, lão tử không phải là đám buôn nô lệ chết chém, mà là quan viên cáp mật. Thấy các ngươi bị người khiết đan sai khiến như trâu ngựa, nên mới bỏ tiền mua các ngươi, mang tới cáp mật. Cáp mật như thế nào thì các ngươi sống ở tổ phổ đại vương phủ hẳn đều biết, nơi đó không có nô lệ, tới đó đại vương cho các ngươi ruộng đất, nhà ở, người cần cù còn có nông cụ gia súc. Chỉ cần vất vả 2 năm là có thể hưởng phúc rồi, chúng ta ăn cơm xong là đi, kẻ nào không muốn đi, lão tử không ngăn cản. Hứa Đông Thăng ngồi trên mình ngựa tuyên bố xong không giải thích nhiều, lệnh thân binh nấu cơm ăn, hôm nay còn phải đi tới 40 dặm. Một hán tử mặt mũi có phần sáng sủa đi lên, quan nhân, đi tới cáp mật là chuyện tốt, nếu không phải có lão nương, tiểu nhân sớm muốn vượt sa mạc, chỉ là... Biết tên này nghi ngờ thân phận của mình, Hứa Đông Thăng ném quan ấn ra, có biết chữ không? Không biết thì cũng như chó xem trăng thôi. Hán tử hai tay cầm quan ấn, nhìn mặt sau, nhíu mày, vì sao cái ấn này do công tượng doanh làm ra, mà không phải nội phủ giám hay văn tư viện giám chế? Hứa Đông Thăng ý một tiếng, ngươi còn hiểu cả ấn giám, tổ phụ tại hạ làm nghề đúc ấm giám. Hán tử trả lại ấn cho Hứa Đông Thăng, chắp tay nói, có tài nghệ này không sợ chết đâu, ở cáp mật ưu đãi nhất chính là công tượng các ngành nghề, qua đó sẽ có tiền đồ chờ đợi ngươi. Hán tử tạ ơn xong quay lại an mũi lão nương, không ít người xung quanh không dám hỏi Hứa Đông Thăng, xuống tới hỏi chuyện hán tử. Các bạn vừa nghe xong tập 80 của bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.